Xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng sản phẩm bếp lọc nướng đến từ thương hiệu Mitsushita. Đây là một cái thương hiệu của Thái. Dòng sản phẩm này thì nó sẽ rất là tiện ích vì ngoài việc mà các bạn có thể nướng các thực phẩm thì các bạn có thể kết hợp 2 trong 1 là các bạn có thể vừa ăn lọc vừa nướng được. Khá là tiện ích. Đây là cái bao bì phía bên ngoài của sản phẩm. Biểu tượng rất là quen thuộc của nhãn hiệu Mitsushita là hình con ngựa. Sản phẩm này thì sẽ có cái model là MS cái ngang 129. Phía bên hông của sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy một số cái thông tin cơ bản của sản phẩm. Ví dụ như là cái model của sản phẩm này. Công suất của sản phẩm thì sản phẩm này sử dụng cái công suất khá là cao là 2000W. Đây là cái sản phẩm phía bên trong các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái sản phẩm này sẽ có cái một lớp chống dính, phủ một lớp chống dính đá ở phía mặt nướng. Đây là cái lớp chống dính đá các bạn. Lớp chống dính phủ đá này thì nó sẽ bền hơn so với cái lớp chống dính bình thường. Vì nó có một lớp đá thì nó sẽ cho cái độ bền chống dính cao hơn. Đây là cái phía mà bên các bạn có thể nướng được này. Ở đây thì sẽ có một cái lỗ thoát nước hoặc là thoát dầu. Điều đặc biệt mà mình thấy khá là thích ở cái sản phẩm này so với những cái sản phẩm lẩu nướng như mọi năm mình bán là cái sản phẩm này có cái nồi lẩu rời các bạn. Nồi lẩu này thì cái phần nồi lẩu này thì sẽ được làm hoàn toàn bằng inox, cho cái độ bền sản phẩm cao hơn, cũng như là cái khả năng bắt nhiệt của cái sản phẩm cũng sẽ tốt hơn. Thông thường thì những cái sản phẩm lẩu nướng khác thì cái phần nồi ở phía bên đường tròn này nó sẽ là nồi liệt. Nhưng với sản phẩm này thì các bạn có thể nhấc cái nồi ra để sử dụng với mục đích nướng tiếp cũng được. Chẳng hạn như các bạn ăn nguyên nướng thì các bạn có thể nhấc cái phần nồi ra để sử dụng nướng ở phía bên trong lòng nồi, phía bên trong đường tròn này được. Và khi các bạn ăn lẩu thì các bạn có thể sử dụng cái nồi đặt lên phía đường tròn này. Vung nồi này của phần bên lẩu thì là một cái vung nồi bằng kính khá là dày dặn. Sản phẩm này thì sẽ có hai cái nguồn điện các bạn. Đối với những cái sản phẩm khác thông thường như mọi năm như các năm trước thì là sẽ chỉ sử dụng chung một cái nguồn điện thôi. Nhưng ở đây thì sẽ có hai cái nguồn điện này. Sẽ sử dụng hai cái dây cắm riêng biệt, điều chỉnh nhiệt riêng. Thì khi các bạn sử dụng chỉ sử dụng cái phần nướng ở phía phần rãnh này thì các bạn chỉ điều chỉnh nhiệt ở đó thôi, thì sẽ tắt được cái nguồn điện ở phía bên này. Đây là cái dây cắm đi kèm này các bạn. Sẽ là hai cái thanh điều chỉnh nhiệt khác nhau. Được đấu chung vào trong một cái phích cắm này. Sản phẩm này thì sẽ có đi kèm luôn cho các bạn một cái khay để các bạn hứng dầu mỡ. Khi mà dầu mỡ đầy hoặc các bạn vệ sinh thì bạn có thể lôi cái phần khay đựng dầu mỡ này ra và rửa cọ rửa rất là dễ dàng. Phần này thì cái khay đựng dầu mỡ này thì nó sẽ làm hoàn toàn bằng nhựa các bạn. Một lớp nhựa bóng rất là dễ dàng cho chúng ta trong quá trình mà chúng ta vệ sinh. Bao bì phía bên ngoài sản phẩm thì có giới thiệu là sản phẩm này sẽ sử dụng một cái công suất là 2000W. Đây là một công suất cũng khá là mạnh đối với các dòng sản phẩm bếp nướng lẩu. Để mua sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với mình theo cái số hotline mình sẽ để trên màn hình. Nhớ đăng ký kênh cũng như là like video để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.